Hai, thật sự bây giờ đang rất là khó chịu cho nên phải làm cái clip này để nói về cái vấn đề mà một số bạn kêu tôi thử cần sa đó. Về nói về cần sa đi ha, thì hiện nay trong giới trẻ thì tôi cũng tiếp xúc nhiều, tôi biết cũng có nhiều bạn đã sử dụng cái cần sa này. Thì các bạn sử dụng á, thì các bạn cho rằng cần sa nó có cái tác dụng giải trí và hiện nay nó được chấp nhận ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Canada nữa ha. Các bạn tìm hiểu kỹ lại giùm đi ha. Hiện nay trên thế giới chỉ có 2 đến 3 nước là cho sử dụng cần sa. Nhưng tôi lấy ví dụ chính đất nước Canada, lúc mà ông thủ tướng á, ổng hợp pháp hóa cái vấn đề mà sử dụng cần sa trong giới hạn á, thì ổng có nói là sao? Ổng có nói là chúng tôi không phủ nhận cái ảnh hưởng, cái tác hại của cần sa đối với sức khỏe. Chúng tôi chỉ muốn hợp pháp hóa để kiểm soát tốt hơn việc buôn bán và sử dụng cần sa, đặc biệt là đối với giới trẻ, phải không? Vậy thì sử dụng cần sa được hợp pháp hóa không phải là để nhà nước khuyến khích người dân sử dụng cần sa mà để người ta kiểm soát nó tốt hơn ha. Bởi vì người ta thấy bây giờ có cấm thì người dân vẫn sử dụng rộng rãi thì thôi hợp pháp hóa để mà kiểm soát đó. Mà thật ra cũng chỉ có 2 3 nước gì chấp nhận thôi mà. Các bạn có thể, tôi sẽ gửi cái một cái link ở dưới phần nhận xét ha, để cho các bạn xem cái bản đồ mà những nước chấp nhận mà không chấp nhận cho sử dụng cần sa. Thì tại sao mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều không hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa? Là bởi vì người ta thấy rõ cái tác hại của nó đối với sức khỏe. Hơn nữa thì tôi có đọc nhiều bài báo trên mạng về cần sa đó ha, khi mà các bạn kêu tôi thử đi á ha, thì tôi mới thấy là sao, cần sa nó có những cái tác hại đến thần kinh, chẳng những là thần kinh mà còn hệ hô hấp ha, ảnh hưởng đến ngoại hình, ảnh hưởng đến nói chung sức khỏe nói chung. Thì ủa tại sao ạ? Bộ xã hội này hết thứ để chơi rồi hay sao, phải lựa những thứ vừa tốn tiền mà vừa hại sức khỏe để chơi vậy hả? Mà các bạn có chơi thì tôi không có ý kiến gì hết, tiền của các bạn thôi, sức khỏe của các bạn muốn chơi thì chơi ha. Còn các bạn kêu tôi thử hả? Thật sự thì tôi cũng cười thôi nhưng mà tôi rất là khó chịu. Bởi vì chẳng những là từ cái nhận thức của bản thân mà từ những trải nghiệm của những người xung quanh nữa ha. Thì bạn nào mà chơi thân với tôi thì hiểu là những người xung quanh của tôi cũng đã có những cái trường hợp mà nó sử dụng những cái chất như vậy đó ha, mà gây những cái vấn đề mà tới bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy rất là ám ảnh. Rồi vậy thì quay lại cái vấn đề mà một số bạn ha, khi tôi đăng cái status ở trên Facebook là có một bạn ở ở đây hỏi tôi là do you smoke weed, nghĩa là mày có hút cần sa không, nghĩa là không phải người ta mời gọi tôi mà người ta chỉ là hỏi tôi về vấn đề đó. Đúng như các bạn nói là có một bộ phận giới trẻ ha, sử dụng cái sản phẩm đó nhưng không phải là tất cả. Thậm chí ở bên đất nước này người ta vẫn rất là nghiêm ngặt đối với vấn đề sử dụng cần sa. Sử dụng cần sa là bất hợp pháp ở đất nước New Zealand này, cả ở Úc ha, và hầu hết các bang ở Mỹ nữa. Đó là một cái thông tin mà tôi đưa cho các bạn để bạn biết là
nhà nước nhận thức rõ cái tác động của những chất kích thích, trong đó có cần sa không, cho nên người ta quản lý chặt chẽ. Rồi bây giờ lại quay lại cái vấn đề tại sao cái thông tin về tác hại đối với sức khỏe của cần sa như vậy mà nhiều nhiều bạn vẫn sử dụng nó, thì tôi mới theo tôi á thì do các bạn không tìm được những cái cách để mà giải tỏa tinh thần ha, nó tốt hơn. Và với lại các bạn cũng có sẵn tiền, có sẵn về mặt thời gian và không có sợ ảnh hưởng sức khỏe ha, thì các bạn có thể sử dụng nó, thì đó là chuyện của các bạn thôi, hợp pháp hay không hợp pháp gì cái đó nhà nước lo, tôi hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng mà hả, mời tôi chơi á thì tôi thật sự tôi chia sẻ là rất là khó chịu khi nghe những lời mời như vậy ha. Tôi cũng có chơi những thứ lành mạnh phù hợp với lứa tuổi. Thì sống là phải có học tập làm việc rồi phải có chơi chứ, phải không? Thì chơi cái nào hợp với mình thì chơi thôi. Chứ còn những cái đối với vấn đề chất kích thích thì do tôi phải để dành cái sức khỏe tinh thần của tôi để cho việc học nữa, cho nên là tôi đặc biệt đối với chất kích thích là tôi tránh tối đa ha, mà nhất là những cái chất mà có thể gây nghiện đó là thôi nói không với nó ha. Các bạn nói cần sa không gây nghiện đúng không, người ta đã làm nghiên cứu rồi, cần sa có thể không gây nghiện về mặt vật chất, tôi nói có thể nha, nghĩa là nghiên cứu nó vẫn có những cái xác suất nào đó chưa rõ, nhưng người ta chắc chắn nó có như thể gây nghiện về mặt tinh thần. Nghĩa là sao? Nghĩa là cần sa nó không gây những cái phản ứng mà khó chịu đối với cơ thể, đau đớn, dằn vặt khi mà thiếu nó. Không gây ở một mức độ đáng kể, nhưng nó gây cái sự thèm thuồng, nhớ tới, mong muốn sử dụng nó. Đặc biệt là khi chúng ta rơi vào những cái sự rối rắm, cái sự stress, ha, cái sự gọi là không thể giải tỏa được tinh thần. Đối với tôi, dĩ nhiên cái chuyện học hành này nó đi kèm với những cái vấn đề mà stress rồi rối rắm rồi rối loạn tinh thần, là tôi trải qua tôi nói nhiều, chắc có thể là nhiều hơn so với những cái bạn mà chơi cần sa đó ha, tức là nhiều hơn. Tôi nói là tôi không phải so bì ở đây, nhưng mà do có một bộ phận giới trẻ ha, sống trong gọi là một cái sự trong gia đình nó hơi có thể là buông thả các bạn, hay là cung cấp cho các bạn tiền bạc thoải mái quá, thì đó thì có thể là làm sao các bạn có thể trải qua được những cái vấn đề mà về tinh thần so với những bạn phải cố gắng bươn chải đó, đấu tranh với cuộc sống, phải không? Bởi vì người ta thống kê là có một bộ phận không nhỏ những người chơi cần sa là do quá rảnh rỗi ha, rồi quá dư về mặt tài chính ha, hoặc là do bạn bè rủ rê gì đấy. Thì cái đó là thì rõ ràng cái tại sao tôi phải sử dụng nó trong khi tôi có quá nhiều cách khác để tôi giải trí, phải không? Tôi có thể coi một cái bộ phim, phải không? Tôi coi hài, rồi thậm chí tôi coi cải lương nữa, có cách nhìn, có cách phân tích để mà chúng ta thấy được những cái hay, cái may mắn của mình, để mà trân trọng nó, chứ không phải kiểu mà ngồi rảnh quá rồi xong nghĩ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia làm rồi xong, mà tôi không thể hiểu nổi luôn á. Nhưng mà tôi nói lại, cái đó là chuyện của các bạn ha, tôi không có đụng vô. Nhưng mà bạn nào mà có cái ý mà muốn rủ tôi chơi chung á, thì những cái trò tôi không có chơi ha. Đó. Rồi, xong. Tới đây thôi. Cho nên là các bạn tôi xin lỗi một lần nữa là có cái nếu mà có cái thái độ nào đó hơi gắt gỏng ở đây. Nhưng mà thật sự tôi đã kìm dữ lắm mà mới nói như vậy á. Chứ tôi nghe các bạn mà kêu thử đi là
Cái câu đó tại vì sao? Nó đã đem lại cho gia đình của tôi nhiều chuyện lắm rồi đó ha. Thì tôi nói sơ sơ vậy thôi. Còn cha mẹ nữa. Bởi vì tôi không muốn nói về ba mẹ của mình. Bởi vì mình không muốn là mình phải phải là kiểu như là người phải cứ sống mình bày đặt nói nhân nói nghĩa rồi nói hiếu nói này nói nọ trong khi mình vẫn còn đi học. Nhưng mà thật sự thì tôi thấy cha mẹ tôi cũng khổ nhiều rồi thì tôi cố gắng đem lại niềm vui cho cha mẹ mình thôi. Còn tôi thật sự cũng không không dám mà xin lỗi nha. Thôi tôi không nói về cha mẹ nữa. Rồi thôi chạm tụi các bạn nha.